Vote TV xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Trong bản tin thời sự ngày hôm nay, diễn biến từ bãi Tư Chính làm thu hút sự quan tâm của dư luận. Hành động của Trung Quốc ở khu vực bãi Tư Chính đã đẩy Việt Nam vào vòng tay của Mỹ là nhận định của VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc và Việt Nam lẽ ra là những đối tác tự nhiên của nhau bởi vì hai nước chưa chung ý thức hệ cộng sản. Nhưng theo một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, ISIS Yusuf Ishak, thì những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông đang đẩy Việt Nam, một nước cựu thù, trở thành đồng minh của Mỹ. Đó là ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Trong một bài bình luận đăng trên báo South China Morning Post ngày 25 tháng 7 năm 2019, bài báo lược qua những diễn biến mới đây trên Biển Đông. Cuộc đối đầu trên biển khiến người dân Việt Nam bắt đầu bừng tỉnh. Căng thẳng không ngừng leo thang giữa hai nước anh em xã hội chủ nghĩa sau khi Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, cản trở hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam liên doanh với các nước khác trên các vùng biển thuộc thềm lục địa. Theo định nghĩa của Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, Hà Nội tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại bãi Tư Chính, lọt thỏm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, được quốc tế công nhận, trong khi Bắc Kinh vẫn đơn phương tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông. Việt Nam lần này phản ứng mạnh mẽ và công khai một cách bất thường. Một mặt gửi tàu cảnh sát biển tới bãi Tư Chính để thách thức tàu hải cảnh Trung Quốc, mặt khác chính thức phản đối Trung Quốc, và còn kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế hãy góp phần duy trì trật tự, hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng Việt Nam đã liên lạc với phía Trung Quốc và đã mạnh mẽ đòi Trung Quốc phải ngưng mọi hoạt động bất hợp pháp, rút tàu ra khỏi các vùng biển của Việt Nam. Ngày hôm sau, dường như để đáp ứng lời kêu gọi của phía Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ quan tâm về hành động cậy mạnh đe dọa Việt Nam và ngăn cản các hoạt động từ lâu của Việt Nam thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí ở Biển Đông. Tuyên bố của Mỹ hối thúc Bắc Kinh hãy ngưng hành vi bắt nạt của mình và tự chế, tránh các hoạt động có tính khiêu khích và gây bất ổn. Tuyên bố của Mỹ muốn chỉ ra rằng các quyền lợi của Hà Nội và Washington giờ đã tụ về một điểm. Hai bên đều muốn thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, mà cả hai nước cho là quá tham lam. Việt Nam lẽ đương nhiên muốn bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hàng hải của mình trong Biển Đông, trong khi Hoa Kỳ đang tìm cách kiềm hãm cao vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, thách thức vị thế cường quốc số một của Hoa Kỳ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đặt nghi vấn về tính hợp lý của chính sách đối ngoại Trung Quốc. Ông nói, vào thời điểm khi mà cường quốc đang lên ở châu Á, cần đến các nước bạn và đồng minh để đối phó với những sự đối đầu của Hoa Kỳ, thì Bắc Kinh lại đẩy Việt Nam ra xa và vào vòng tay của Mỹ. Ông đặt câu hỏi, tại sao Việt Nam phải cân nhắc những sự nhạy cảm về an ninh của Trung Quốc, trong khi nước này không lý gì tới những quan tâm an ninh chính đáng của Việt Nam? Trong khi đó, thì Hoa Kỳ đang mở rộng vòng tay mời gọi Việt Nam tham gia một cấu trúc an ninh liên kết khu vực có thể giúp Việt Nam mặc cả với Trung Quốc và được hưởng những lợi ích qua các nỗ lực của Hoa Kỳ, tăng sức cho các đối tác khu vực về cả mặt kinh tế lẫn quân sự để kiềm hãm Trung Quốc. Hệ thống truyền thông ABC của Úc Châu bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột bùng nổ trong khu vực vì những sự xung đột ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bài báo Ready to Fight Tensions Escalate in South China Sea, tạm dịch là sẵn sàng ứng chiến, căng thẳng leo thang ở Biển Đông, đăng ngày 26 tháng 7, viết rằng châu Á đã nhảy vọt một bước tới gần thảm họa, máy bay chiến đấu của bốn nước đối đầu nhau trên không phận một hòn đảo đang tranh chấp. Việt Nam đang thách thức một tàu trinh sát có hành vi khiêu khích của Trung Quốc và Philippines kêu gọi Hoa Kỳ. Nước đã ký hiệp ước phòng vệ hỗ tương, hãy bảo vệ Philippines. Nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore cho chúng ta thấy về một trong những điều có thể trở thành cơ hội cho Việt Nam. Khi nguy cơ ở với ông hàng xóm độc ác hung bạo,
rất có thể khiến Việt Nam mất chủ quyền. Còn nếu chúng ta biết khôn ngoan lựa chọn bạn mà chơi, biết liên kết với Mỹ, thì có thể sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Kể cả trong chính sách, nếu không dám đồng minh với Mỹ, có thể nhờ Mỹ một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Có một điều đặc biệt mà nhiều người trong những ngày gần đây đang bàn thảo và suy nghĩ, đó là liệu nên mở cửa cảng Cam Ranh cho phía Mỹ quay trở lại để đóng quân như một cách thức để kiềm chế Trung Quốc hay chăng? Hay có một sự kiện về tự do hàng hải FONOP của Mỹ mà Mỹ nên thực hiện thường xuyên hơn, ít nhất là 2 tuần một lần. Các trung tâm nghiên cứu về chính trị xã hội ở khắp nơi trên thế giới những ngày gần đây quan tâm về sự kiện tại Biển Đông. Một nỗi thấp thỏm cho rất nhiều người Việt Nam ở trong nước khi nguy cơ biển đảo của chúng ta sẽ bị rơi vào tay giặc. Nhưng có một điều rất đáng vui mừng và không ít người bày tỏ sự hài lòng, đó là Tổng thống Donald Trump hoặc một người kế nhiệm nào đó. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam và Trung Quốc đang diễn tuồng để lừa quốc tế, để giúp Tàu Cộng thoát khỏi bớt căng thẳng trong nước khi cuộc thương chiến Mỹ-Trung đẩy người dân vào cảnh khốn khó hơn, tình hình giá cả đắt đỏ, người dân bất mãn nhiều nơi. Trung Quốc muốn dùng con bài Biển Đông để kích thích lại tinh thần dân tộc và qua đó cũng để giữ ghế và giữ mạng cho chính bản thân mình. Vì vậy nên Trung Quốc đã tấn công vào lãnh hải của nước này, nước kia, xâm phạm vào vùng chủ quyền nước này, nước nọ, để Trung Quốc khi đăng tải ra những thông tin không được phép nói chuyên sâu về các vị này, nhưng chỉ đăng lại nội dung mà rất nhiều báo chí trong nước đã đăng tải thì cũng được coi là một hành vi khiêu khích đối với nhà cầm quyền Việt Nam lúc này. Còn trên bãi Tư Chính, các binh sĩ của chúng ta vẫn tiếp tục ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Theo nhận định của giáo sư Kanthayer thuộc Đại học New South Wales, từ Úc Châu thì nhận định rằng khó có thể kết luận Trung Quốc cố tình làm điều này vào giữa lúc có chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Vì dù gì thì Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định chính sách lâu dài giữa hai nước là duy trì hòa bình và ổn định. Tuy vậy, chúng ta cần phải nhắc lại lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đối với Cộng sản rằng đừng tin những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Điều này đặc biệt đúng với Trung Quốc, một quốc gia luôn thay đổi như tắc kè và luôn nói một đằng làm một nẻo. Điểm đáng chú ý trong vụ đối đầu lần này giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc là ngay tâm điểm bãi Tư Chính. Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng căng thẳng xảy ra ở khu vực bãi Tư Chính mà Việt Nam xây dựng giàn khoan DK1. Đây là khu vực đã từng xảy ra căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2017 khi Trung Quốc ép Việt Nam phải yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha không được khoan thăm dò dầu khí ở lô 136/03. Đây là khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng lại nằm trong đường đất khúc chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên biển. Tuy nhiên, theo chuyên gia Gregory Bolin, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI, một trang chuyên theo dõi các hoạt động ở Biển Đông qua các hình ảnh chụp từ vệ tinh, thì vụ đối đầu xảy ra ở bãi Tư Chính của Việt Nam khoảng hơn 100 hải lý về phía Bắc, tức là nằm gần hơn phía Tây quần đảo Trường Sa. Khu vực mà tàu khảo sát địa chấn của Trung Quốc đi qua cũng nằm trong khu vực chín lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC đưa ra mời thầu vào tháng 6 năm 2012. Chín lô này nằm sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, trùng với một loạt lô dầu khí khác mà Việt Nam đang khai thác từ lô 128 đến 132 và từ lô 145 đến vô 156. Việt Nam năm 2012 đã chính thức lên tiếng phản đối vụ việc này, cho rằng việc mời thầu của Trung Quốc là một điều sai trái và khẳng định rằng 9 ô dầu khí này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Còn Trung Quốc thì đã bác bỏ yêu cầu này và cho rằng 9 lô dầu khí được Trung Quốc mời thầu là thuộc quyền quản lý của Trung Quốc vì liên quan đến đảo. Vụ việc mời thầu 9 lô dầu khí này chưa có một công ty hay tập đoàn nước ngoài nào nhận bởi vì hiệu quả kinh tế không cao. Nhưng điều Trung Quốc mong muốn không phải là vấn đề về kinh tế mà họ muốn
qua vấn đề một nước nào đó, đặc biệt là công ty nước ngoài đấu thầu thành công. Đó là một cách thức mà Trung Quốc xác định chủ quyền của họ trên vùng biển tranh chấp. Giáo sư Kanthaya thuộc Đại học New South Wales của Australia cũng cho rằng có khả năng vụ đụng độ nằm gần khu vực nơi Trung Quốc từng bán quyền khai thác dầu khí cho công ty Crestone của Mỹ hồi năm 1992. Nếu vị trí này được xác nhận thì khu vực này cũng là thuộc các lô dầu khí 133 và 134 của Việt Nam. Giáo sư chuyên nghiên cứu về Việt Nam của Australia nhận định rằng nếu vị trí của tàu khảo sát Trung Quốc thực sự được xác nhận ở phía tây đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa thì đây sẽ là khu vực cực kỳ nhạy cảm với Việt Nam. Trường Sa lớn là đảo lớn nhất mà Việt Nam kiểm soát và cũng là đông dân nhất trong các đảo của Việt Nam tại đây. Vào năm 2017 và 2018, Trung Quốc đã cáo buộc Việt Nam vi phạm tinh thần hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước. Và bây giờ năm 2019, thì chiếc giày đang ở trong chân của Trung Quốc. Nếu những gì đang diễn ra ở Biển Đông trong tháng 7 được xác nhận chính xác, thì điều này cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị đầy đòi hỏi chủ quyền trên biển của mình khi Việt Nam đang lùi bước. Giáo sư Kanthaya nói và giải thích thêm rằng Việt Nam đã lùi bước trước sức ép của Trung Quốc trong các năm 2017-2018 khi yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng khoan thăm dò. Và việc này là xảy ra ngay trên thềm lục địa của Việt Nam. Như vậy, đây là một bước lùi mang tính nhục nhã và thiệt hại cho cả vấn đề về kinh tế. Nhưng hơn hết, nó ảnh hưởng đến quyền chủ quyền của Việt Nam. Vì khi một công ty nước ngoài đã đấu thầu thành công, đang khai thác và thăm dò trên biển của chúng ta, mà chỉ vì một câu đe dọa của Trung Quốc, đó là sẽ đánh chiếm, thế là chúng ta từ bỏ quyền chủ quyền của mình và đồng thời từ bỏ luôn những giá trị kinh tế mang lại. Mặc dù vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh và tàu cảnh sát biển Việt Nam đã diễn ra được khoảng 2 tuần, nhưng cho đến lúc này, báo chí chính thống của cả hai nước đều im hơi lặng tiếng. Số lượng tàu thực sự tham gia vào các vụ đối đầu cho đến lúc này vẫn chưa thể xác định chính xác. Tuy nhiên, theo nhận định của Thạc sĩ Hoàng Việt, tình hình có khả năng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ông này nói rằng, tôi nghĩ rằng Trung Quốc không dại gì làm to chuyện và Việt Nam càng không muốn làm to chuyện. Điều đó giải thích vì sao cả hai bên cùng im lặng. Việt Nam chỉ đưa ra công luận quốc tế, kêu gọi công luận quốc tế giúp đỡ khi Việt Nam thấy tuyệt vọng, bị dồn đến nước đường cùng như sự kiện hồi năm 2014. Tôi nghĩ cho đến giờ tất cả báo chí hai bên đều im hết thì chứng tỏ là hai bên vẫn vờn nhau là chính và chưa dẫn đến tình huống căng thẳng. Trong lúc như vậy, chính phủ Việt Nam chưa đưa ra thông tin gì để chọc giận Trung Quốc thêm nữa.